Bây giờ thì mình sẽ mổ bánh. Mổ bánh. Bây giờ thì mình sẽ cắt bánh nha mọi người. Bà trợ lý của mình, bà ấy thử cái bánh hai lần này xong ấy, bà cầm cả một cái cầm cả một cái bình như thế này, bà tu luôn mọi người. Em xin thôi, em xin giơ tay rút lui thôi. Một hai ba. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Linh. Ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt. Trước mặt mình mọi người có thể thấy là có rất nhiều những loại bánh trung thu khác nhau. Và ngay trong video ngày hôm nay thì mình sẽ mời mọi người cùng uống trà và thưởng thức những loại bánh trung thu cực kỳ đặc biệt này nhá. Và để đầu tư cho video ngày hôm nay, mình đã đi mua một bộ ly trong suốt như thế này, trị giá là khoảng tầm 580.000 đấy mọi người thấy mình đầu tư ghê gớm không? Mình đã chuẩn bị ở đây là hai cái ly nhá, một ly dành cho mình và một ly dành cho mọi người nhá. Mời mọi người cùng uống trà và ăn bánh cùng mình nhá. Trong thời gian chờ đợi trà thì mình sẽ giới thiệu qua về cái loại bánh đầu tiên mà mình thử trong video ngày hôm nay nhá, đó chính là bánh trung thu Đông Phương. Và thực tế là cái bánh trung thu này phải nói thật với mọi người là cực kỳ nổi tiếng. Để mua được cái bánh này thì mình cũng phải nhờ người quen ấy xếp hàng mua ở Hải Phòng nha mọi người. Và địa chỉ để mua cái bánh này ấy là ở 172 Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng. Về giá cả ấy thì mình có tham khảo trên mạng, thì mình sẽ để một cái bảng giá ở đây cho mọi người được biết nhá. Nhưng mà về cá nhân mình khi mua cái hộp bánh này ấy, thì nó sẽ có giá trị là 500.000 đồng. Trong mỗi cái bánh như thế này ấy, thì sẽ có phụ phí thu thêm là từ 10 cho đến 20.000 đồng. Đấy là cái chi phí để người ta xếp hàng mua bánh cho mình. Đấy mọi người thấy không? Nói chung là mua cái bánh này rất là gian nan mọi người ơi. Và về bánh trung thu Đông Phương này ấy, thì cực kỳ nổi tiếng đối với cả là loại bánh truyền thống nhân thập cẩm. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ thử luôn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Đầu tiên thì mình sẽ rót trà mời mọi người nhá. Bây giờ thì mình sẽ thử cái bánh nướng nhân thập cẩm một trứng đầu tiên nhá. Trọng lượng của cái bánh này là 200g. Ui, nó đúng là cái mùi tuổi thơ đây rồi. Mình không biết đối với mọi người như thế nào, nhưng mà riêng đối với cá nhân mình là mình không thích ăn bánh thập cẩm lắm đâu, bởi vì mình thấy nó hơi ngọt quá ấy. Thì bây giờ mình sẽ cắt bánh nhá. Đây là phía bên trong của cái bánh. Vì trong video ngày hôm nay mình thử rất nhiều loại bánh, rất nhiều vị khác nhau, cho nên là mỗi bánh mình sẽ chỉ thử một chút xíu thôi. Bởi vì nếu như mà ăn nhiều quá thì những cái bánh về sau ấy nó sẽ gây ngán, và như thế thì nhận xét nó sẽ không khách quan. Bây giờ thì mình sẽ thử bánh nha mọi người. Nó ngon thật mọi người ạ. Mà từ trước đến đây mình rất ăn bánh thập cẩm dã man, nhưng mà nó ngon thật mọi người. Cái vỏ bánh nó rất là mềm, kiểu nó tươm dầu rồi ấy. Và bên cạnh đó, cái nhân bánh ở phía bên trong thì nó không quá ngọt. Trong này nó sẽ có hạt dưa này, hạt vừng này, mứt bí. Và bên cạnh đó sẽ có cả lạp xưởng. Nhưng mà thực sự nó ngon thật. Tôi không kiềm lòng ăn, ăn thêm một miếng nữa. Cho ăn thêm một miếng nữa nhá. Đây nhá, đây là miếng thứ hai này. Ngon. Mình thề là ngon thật. Không quảng cáo nhưng mà ngon. Cái trứng ở phía bên trong ấy nó không phải quá mặn đâu, mà cái lớp nhân cho đến cái vỏ bên ngoài nó rất là mềm, nó dẻo mà nó quyện vào nhau. Nó không phải kiểu rời rạc như những cái bánh thập cẩm mà mình hay ăn đâu. Cái nhân nó thực sự nó rất là dẻo, và bên cạnh đó nó không quá ngọt nha mọi người. Thực sự nó không quá ngọt, cho nên nó không làm cho mình cảm giác bị ngấy. Riêng cái bánh đầu tiên này là bánh nướng nhân thập cẩm một trứng của nhà Đông Phương thì mình sẽ chấm là 9 trên 10 nha mọi người. Và mình nhắc lại nha, mình không thích ăn bánh thập cẩm đâu, nhưng mà thực tế là vì cái bánh này quá ngon nên mình sẽ chấm 9 trên 10. Mời mọi người uống trà nhá. Bây giờ mọi người có biết là ngoài trời đang mưa mọi người. Ngoài trời đang mưa, mình đang ngồi trong nhà ăn bánh trung thu và uống trà. Ôi rồi, đúng là đỉnh cao của sự hưởng thụ đây rồi. Tiếp theo đó sẽ là cái bánh nướng nhân thập cẩm xá xíu lạp xưởng gà quay. Bây giờ thì mình sẽ mổ bánh. Mổ bánh. Bây giờ thì mình sẽ cắt bánh nha mọi người. Này. Ui, nó có gà này. Ui, đây là cái sợi thịt gà luôn mọi người ơi. Đây là sợi thịt gà, mình nghĩ đây là hạt sen này. Đấy, và các loại hạt khác nhau. Trong này nó có nguyên cái sợi gà ấy luôn này. Thực sự là cái bánh của nhà Đông Phương này nó không ngọt mọi người ơi. Nó không làm cho mình cảm giác bị ngán. Làm sao nó có thể tạo ra một cái lớp nhân mà nó hòa quyện, nó dẻo được đến mức như thế này nhỉ? Ngon thật sự ạ. Lý do vì sao mà nổi tiếng mình nghĩ rằng là vì nó quá ngon và hợp khẩu vị. Cái này ấy thì nó giống như cái bánh thập cẩm lúc nãy, nhưng mà về cơ bản thì nó có gà ở phía bên trong, cho nên khi ăn ấy
mọi người sẽ thấy nó có cái sợi gà và nó hơi mặn mặn một chút xíu. Tuy nhiên theo quan điểm cá nhân mình ấy, thì cái bánh này có trứng sẽ ngon hơn, nó sẽ cân bằng được cái vị. Và mọi người có thể thấy này, cái lớp vỏ của cái bánh trung thu Đông Phương này nó mỏng lắm luôn mọi người ơi. Mặc dù ở bên trong này có nhiều nguyên liệu cứng nhá, như các loại hạt khác nhau, tuy nhiên khi mà đưa vào miệng và ăn nhai, mọi người sẽ thấy rằng nó sẽ tạo ra một cái tổng hòa, là một cái vị dẻo ở trong miệng và rất là cân bằng nếu như uống cùng trà. Và cái bánh gà quay này mình chấm là 8 điểm rưỡi nha. Bánh này rất là ngon, tuy nhiên nếu như mà có trứng thì mình nghĩ rằng là sẽ hợp lý hơn nữa. Rồi tiếp theo đó thì mình sẽ thử hai cái bánh cuối cùng chung một nhân mọi người ơi. Đó là bánh nhân thập cẩm xá xíu lạp xưởng. Cái bánh nó tươm dầu, mọi người có thể thấy này. Trời ơi, nhìn hấp dẫn dã man bẻ nha. Úi dùi ui. Nào thử miếng nhá. Cái vỏ bánh nó mềm lắm. Và quan trọng là cái vỏ bánh nó rất là mỏng, nó tươm dầu, ăn nó dẻo. Và nói thật nhá, chả khác gì hai cái bánh vừa rồi mình vừa ăn. Thì có cái bánh đầu tiên mình ăn ấy là nó có trứng. Bánh thứ hai thì nó sẽ có vị gà hơn. Còn cái bánh nhân xá xíu lạp xưởng đấy, như thế nó cũng thế, cái mùi nó vẫn như thế. Mình không quảng cáo cho nhà Đông Phương. Từ trước đến nay mình ghét bánh thập cẩm dã man luôn, nhưng mà đây là lần đầu tiên trong đời mình ăn bánh thập cẩm mình thấy ngon. Sao nó có thể làm cái vỏ, cái nhân nó dẻo đến mức như này. Ngon lắm bà con cô bác anh chị ơi. Nói chung là tổng quan về bánh của nhà Đông Phương thì mình nghĩ rằng nếu như mọi người không thích ăn bánh thập cẩm thì hãy cứ thử một lần bánh thập cẩm của nhà Đông Phương. Và mình rất cảm ơn nhà Đông Phương vì đã làm ra những chiếc bánh thập cẩm truyền thống mà nó có thể giữ lại cái hương vị truyền thống và nó ngon được đến mức như thế này. Cảm ơn nhà Đông Phương rất là. Vừa mới ăn bánh truyền thống xong, bây giờ sẽ là một cái bánh hiện đại. Đây là bánh trung thu của nhà Oreo mọi người. Đặt cái bánh Oreo này thực sự rất là khó. Đặt ở ngoài thì không có này, tất cả các siêu thị không hề có, những cái cửa hàng bán bánh trung thu Kinh Đô cũng không hề có nha mọi người. Và nếu như muốn đặt cái bánh trung thu Oreo này thì sẽ phải đặt ở trên website, mà website thì nó lại còn lỗi mọi người ơi, xác nhận đơn hàng nhưng không giao hàng, cho nên là em gái mình là Ngân ở ngoài Hà Nội đã phải gọi liên tục lên trên tổng đài mới đặt được cái hộp bánh này nha mọi người. Và riêng cái bánh trung thu này thì nó có cái hộp rất là đẹp, khi mà mở ra ấy thì mọi người sẽ thấy nó có 4 cái lớp như thế này. Trong này nó sẽ có 4 cái bánh nha mọi người. Đầu tiên sẽ là bánh trung thu Oreo Brownie Chocola. À bây giờ mình sẽ cắt đôi cái bánh ra nào. Ui ơi, nó mềm lắm mọi người ơi. Ở cái nhân ở phía bên trong ấy có một lớp màu vàng, một lớp màu nâu mọi người ơi. Thôi bây giờ mình thử nhá. Khi ăn vào miệng ấy, nó không quá ngọt mà nó có cái vị hơi mặn mặn một chút xíu và nó không dậy mùi thơm của sô-cô-la. Cái bánh này có giá là 340.000 một hộp, tức là 85.000 một cái bánh như thế này với trọng lượng là 80g. 80g là cực kỳ bé. Mọi người có biết là cái bánh trung thu Đông Phương lúc nãy mình ăn là 200g không? Thì cái bánh này nó bé hơn rất là nhiều. Cố gắng ăn thêm một miếng nữa rồi mà vẫn thấy nó không ngon. Tất cả những cái bánh mà có hương sô-cô-la nó đều phải dậy mùi thơm sô-cô-la, nhưng cái bánh này nó không có vị sô-cô-la mọi người ơi. Riêng cái vị đầu tiên bánh trung thu Oreo Brownie Sô-cô-la này 6 điểm. Không, 6 điểm hơi quá đấy, 5 điểm rưỡi. 5 điểm rưỡi, không ngon. Tiếp theo đó sẽ là bánh trung thu Oreo mứt dâu tây. Đây là cái bánh nha mọi người, đây mọi người có thể thấy nó lõm xuống một phát đây này. Và nhìn cái đế bánh, đây mọi người có tưởng tượng ra đây là một cái bánh 85.000 chỉ với trọng lượng 80g. Thôi bây giờ cắt bánh nha. Cái nhân ở phía bên trong nó có một chút xíu là cái mứt dâu. Thử nha. Sao sao ấy nhỉ. Thứ nhất là cái bánh này quá nhiều dầu, khi ăn vào mọi người thấy nó béo, nó đọng hết cả lên trên cái mặt bánh cũng như là cái vỏ ni lông này. Mình ăn mình cảm thấy nó nhiều dầu lắm, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, đáng lẽ cái vị dâu ấy thì nó sẽ phải mang lại một cái vị thanh thanh chua chua, nhưng mà cái bánh này nó chỉ là một cái vị ngọt, mà bên cạnh đó ăn nó cứ dẻo dẻo đấy. Như mình nói, cái bánh từ cái bánh đầu tiên đến cái bánh thứ hai mình thấy nó không có gì đặc biệt luôn đấy mọi người. 5 điểm nhá, chỉ 5 điểm thôi. Thứ hai là bánh trung thu Oreo sô cô la sữa. Cái bánh này thì nhìn nó đỡ ọp ẹp hơn một chút xíu nhá, nhưng mà nó bé lắm. Đây mình đặt ngay cạnh cái mặt mình cho mọi người thấy nhá. Còn đây là cái bánh Đông Phương. Đây, đây mọi người có thể thấy, phải hai size đấy nhá. Đấy, đây bây giờ mình cắt ra cho mọi người xem nhá. Nó sẽ có 3 lớp, một cái lớp vỏ bên ngoài màu trắng và cái lớp trong cùng của nó sẽ là một cái màu vàng nâu nha mọi người. Sao nó chả có cái gì đặc biệt hơn ấy nhỉ? Riêng cái hộp bánh Oreo này là mình cảm
thất vọng ấy. Không ngon mọi người ạ. Cái bánh này ấy, đơn giản ấy, nó sẽ rất đậm vị sữa và nó nhiều dầu lắm. Mình phải nói thật với mọi người, cái bánh ấy siêu nhiều dầu luôn. Dầu hay là bơ gì đấy mình không biết, nhưng mà nó không có vị sô-cô-la, ăn toàn vị sữa và rất là ngọt. Riêng cái bánh nha, Trung Thu Oreo sô-cô-la sữa này, 5 điểm rưỡi. Em xin thôi, em xin giơ tay rút lui thôi. Tiếp theo đó là bánh Trung Thu Oreo cappuccino màu vàng, chói lóe như thế này. Bây giờ mình sẽ cắt nhá. Cái vỏ bên ngoài nó sẽ màu khác nhá, nhân bên trong nó sẽ màu nâu. Đấy, cái lõi bên trong nó lại màu vàng nâu. Ôi giời ơi, nó cũng một kiểu như thế. Ui, cái này nghe mùi cà phê thật này. Sự thật là nó có mùi cà phê thật này. Nhất trong số 4 cái. Khiếp, nó khay hết cả họng. Và nó vẫn là một cái vị dẻo của đậu xanh, nếp. Không có gì khác biệt, nó chỉ khác màu. Khác vị thì nó chỉ khác nhau một chút xíu xíu xíu. Riêng cái bánh Oreo cappuccino này 4 điểm. 4 điểm vì quá ngọt là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, ui, khiếp, nó ngọt mà nó ngấy. Cảm giác sợ cực kỳ luôn. Giá thành cao mà ăn cả 4 vị nó cứ na ná nhau kiểu gì. 340.000 cái hộp này, không bao giờ buôn lại. Đây, 340.000 4 cái đấy. Chắc là 340.000 này thì cái tiền hộp nó cũng khá khá, chứ còn cái tiền bánh nó chả đáng bao nhiêu đâu mà. Tiếp theo đó sẽ chỉ là một loại bánh thôi. Mà lý do vì sao có cả nguyên một cái khay đầy như thế này, bởi vì cái bánh này rất là rẻ mọi người ơi. Trung bình mỗi cái bánh như thế này ấy sẽ chỉ có giá khoảng tầm là từ 5-6.000 thôi nha mọi người. Nếu như mọi người mua cả thùng ấy thì sẽ còn rẻ nữa. Một thùng của nó là 2,5 cân, chỉ với giá là 255.000 thôi. Bánh này có tên gọi là bánh Trung Thu ngàn lớp trứng chảy nội địa Trung. Nào bây giờ chúng ta sẽ thử một cái bánh siêu rẻ xem sao nhá. Ui, nó thơm mùi trứng dã man luôn. Nó là một cái bánh mà mình nghĩ rằng là khá là bé đấy. Ở bên trên nó sẽ có những cái hạt bé đen. Bánh này thì nướng nhìn khá là đều tay. Nào bây giờ sẽ thử bẻ cái bánh ra xem nó có chảy thật không nhá. Ui, nó chảy thật này. Nhìn xịn xò thế. Ui, nhìn ngon thế. Đúng là bánh ngàn lớp thật này. Nó có nhiều lớp. Nào bây giờ mình sẽ thử nhá. Thơm lắm. Ui, cái nhân bên trong của nó đúng vị trứng muối luôn mọi người. Ui, mà nó thơm mùi trứng mùi sữa. Ủa ngon. Ui, sao phải nhiều người mua thế, đúng là có lý do. Đây cái nhân này. Ui dồi ôi này. Nó sẽ có tổng cộng là 3 lớp này. Một lớp ở bên ngoài là lớp bột bánh. Lớp bên trong ấy thì cái lớp màu trắng này mình nghĩ là lớp bột nếp khá là dẻo. Và lớp trong cùng sẽ là lớp trứng muối. Và cái lớp trứng muối này không biết người ta làm kiểu gì mà nó có thể chảy đến mức như này. Ngon thật đấy. Chỉ với 5-6 nghìn một cái bánh như thế này thì đúng là ngon thật. Khi nhai vào miệng thì mọi người sẽ thấy thằng phân biệt rất rõ giữa cái lớp vỏ bánh ở bên ngoài nó sẽ hơi khô, ở bên giữa nó sẽ có một cái lớp màu trắng như là một cái lớp bột nếp rất là dẻo. Và cái lớp bột nếp này nó sẽ quện cùng với cả cái lớp trứng chảy ở phía bên trong, có vị hơi mặn một chút xíu và đậm vị trứng muối nhá. Ui ngon thật. Ngon thật không đùa. Mỗi cái bánh như thế này sẽ có giá khoảng tầm 5-6 nghìn với trọng lượng là 50 gram. Đáng lẽ là mình chấm 9 điểm đấy, nhưng mà mình chỉ chấm 8 điểm thôi. Nếu như bạn nào ở bên Trung ấy, thì các bạn thử xem bọn mình xem là cái bánh này ở bên Trung có nổi tiếng không, có phải là một hãng lớn hay không, hoặc là một cái hãng có rõ nguồn gốc ấy. Nếu như mà rõ nguồn gốc thì mình sẽ chấm là 9 điểm, còn nếu như không rõ nguồn gốc thì mình chỉ chấm là 8 điểm thôi nha mọi người. Chỉ dám chấm như thế thôi. Tiếp theo đó sẽ là bánh Trung Thu của nhà Madame Hương nha mọi người. Đây là một tiệm bánh ngọt rất là nổi tiếng ở Hà Nội. Đầu tiên mình sẽ thử cái vị bánh nướng hạt dẻ trước nhá. Cái bánh hạt dẻ này thì sẽ có trọng lượng là 150g nha mọi người, khá là lớn. Thì bây giờ mình sẽ thử cắt cái bánh ra nhá. Đây là cái bánh hạt dẻ của nhà Madame Hương nha mọi người, có trứng ở phía bên trong này. Ở trên vỏ bánh ấy người ta cũng không ghi là có trứng hay là không có trứng mọi người ạ. Cắt ra thì mới biết là bên trong nó có trứng. Nào bây giờ thử xem nhá. Nhặt ít trứng ăn trước nhá. Nó có cái mùi tinh dầu rất là nồng luôn. Nó giống như là cái mùi trà sữa đinh ti mà vị hạt dẻ ấy. Kiểu nó không thật mọi người ơi. Không, không ngon, cái này cũng thực sự là nó không ngon. Và cái trứng ấy cứng mà đơ như đá luôn ý. Đây, mình cho mọi người xem. Mà nó ngọt. Úi dồi ôi, nó ngọt. Nó ngọt kinh khủng khiếp. Cái bánh ấy thì nó rất là mềm, nhưng mà nó không ngon. Vị nó hơi già, còn cái trứng bên trong quá cứng. Bánh này 4 trên 10, không được 5. Tiếp theo đó sẽ là vị trà xanh nha mọi người.
trà xanh là gu của mình đấy. Bánh nó cũng rất là to. Mà sao mình cảm giác như kiểu là cái hãng Ba Đam Hương người ta làm dầu lạc hay sao ấy mọi người. Mùi nó đậm mùi dầu lạc lắm. Đây là bánh trà xanh của nhà Ma Đam Hương nhá. Đây mọi người có thể thấy này, cái trứng ấy nó cứng lắm luôn, nó cứng này. Cứng dã man, của cái bánh thì nó rất là mềm. À, bây giờ mình sẽ thử nhá. Riêng cái bánh trà xanh này thì mình thấy được này. Thứ nhất là về cái vỏ bánh cũng như cái nhân, nó rất là mềm và dẻo. Thứ hai là về cái trứng ở phía bên trong nó vẫn cứng như vậy. Mình nghĩ rằng là cái trứng ấy nên làm nó mềm hơn một chút xíu. Chứ còn cái vỏ bánh cho đến cái nhân trà xanh này thì mình thấy rất là thơm, ngon. Và cái vị nó khá là tự nhiên. Dẻo lắm. Ăn vào trong miệng ấy nó cứ quyện vào và nó tan ra, khá là dẻo. Tuy nhiên nhà Ma Đam Hương nên làm cái bánh nó bớt ngọt đi một chút xíu, bởi vì cá nhân mình thấy ăn nó hơi quá ngọt. Theo những quan điểm cá nhân mình ấy, cái bánh này gọi là điểm trung bình thôi, 6 điểm rưỡi. Nếu như mọi người hỏi mình nó có quá đặc biệt hay không, mình nghĩ rằng không quá đặc biệt. 6 điểm thôi, chỉ 6 điểm nhá. Tiếp theo đó sẽ là bánh của nhà Highland nha mọi người. Mỗi cái bánh như thế này là mua một tặng một nha mọi người. 70.000 đồng sẽ được hai cái bánh như thế này, với trọng lượng mỗi bánh là 80g. Thì bây giờ mình sẽ thử dăm bông gà quay trước nha mọi người. Theo quan điểm cá nhân mình là cái bánh này, cái vỏ của nó làm rất là sắc nét. Nào bây giờ cắt nha. Trứng đây. Đúng là nửa quả trứng thật. Nửa cái lòng đỏ trứng nha mọi người. Không phải là một cái lòng đỏ trứng đâu. Cái bánh này có vẻ nó rất là cứng và rời rạc nhá. Đây mọi người có thể thấy này, cắt ra một cái là nó, nói chung là nó không giữ được cái khuôn. Ui sao nó mặn thế nhỉ. Hay mình ăn phải cái miếng gì. Úi dồi ôi, cái trứng muối bên trong mặn cực kỳ luôn. Đấy lý do vì sao mà mình bảo là khi ăn vào nó mặn ấy. Ui ơi, nó đậm và nó mặn ra man luôn. Còn những cái nhân còn lại thì nó cực kỳ ngọt. Đây mọi người nhìn thấy cái nhân này nó rất là rời rạc nhé. Và cái vỏ bánh này nó cứng lắm. Đây mọi người thấy này, nó cứng này. Và cái trứng này như đá luôn. Và cái bánh này nó rời rạc. Đây, cắt ra là nó như thế này luôn. Nó thành vụn 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 như thế này luôn. Nó không thể nào nó giữ được đây. Bà trợ lý của mình bà ấy thử cái bánh hai lần này xong ấy, bà cầm cả một cái cầm cả một cái bình như thế này bà tu luôn mọi người ơi. Vì nó ngọt và nó mặn mà ăn nó dị lắm. Thôi nói chung là cái bánh này sẽ chấm mua một tặng một thì sẽ chấm 5 điểm thôi nhá. Không ngọt. Chả biết là kiểu làm bánh kiểu như thế nào và như thế này luôn, chán không thể chịu được. Tiếp theo đó sẽ là bánh trung thu đậu xanh 1/2 trứng nha mọi người. Cái vị đậu xanh ấy nó khá là đậm đấy, thơm thơm bùi bùi, và cái trứng muối của cái bánh đậu xanh này đỡ mặn hơn cái bánh lúc nãy. Riêng cái bánh đậu xanh này thì mình chấm được này, thứ nhất là nó không quá ngọt, cái thứ hai nữa là cái nhân trứng ở phía bên trong nó cũng không quá mặn, nó cân bằng vị rất là tốt, và bên cạnh đó cái vị đậu xanh của nó ấy thơm dậy mùi lắm. Riêng cái bánh trung thu đậu xanh 1/2 trứng của nhà Highland này thì mình sẽ chấm là 7 điểm nha mọi người. Trong hai cái bánh của nhà Highland thì mình nghĩ rằng là cái bánh đậu xanh này ngon hơn. Nhưng mà theo quan điểm cá nhân mình nó cũng không phải là quá xuất sắc. Chấm 7 điểm ở đây là bởi vì mua một tặng một ấy, gọi là khuyến khích nha mọi người. Nhưng mà mình nghĩ rằng là nhà Highland nên tập trung vào bán cà phê và các loại nước uống thì sẽ tốt hơn. Nhưng còn bánh trung thu mình thấy rằng không ổn cho lắm. Ăn thì cũng gọi là được nhưng mà thực sự đặc biệt thì không đặc biệt cho lắm. Để chốt lại trong video ngày hôm nay, với những cái loại bánh mà mình đã review ấy, thì mình nghĩ rằng là ngon nhất ấy là cái bánh Đông Phương. Thực tế đây là một cái bánh thập cẩm mà theo quan điểm cá nhân mình nó rất là ngon. Cái nhân của nó ấy, khi ăn ở trong miệng nó quyện lại, nó ngon cực kỳ luôn. Không hiểu sao có thể làm ra một cái nhân mà nó dẻo đến như vậy, trong khi trong cái nhân đấy có rất nhiều những cái loại thành phần khác nhau, cực kỳ ngon nha mọi người. Cái bánh tiếp theo mà mình thấy rất là ngon đó chính là cái bánh trung thu trứng chảy nội địa Trung. Tiếp theo đó sẽ là bánh của nhà Ma Đam Hương và bánh của nhà Highland. Thì mình thấy rằng nó cũng ngang ngang như nhau, nhưng mà bánh Highland thì mình thấy rằng không ngon bằng. Bánh của nhà Ma Đam Hương thì nó sẽ dẻo hơn. Và cuối cùng sẽ là các cái loại bánh của nhà Oreo. Chả hiểu sao mà có thể làm ra một cái bánh trung thu mà 4 bánh như một kiểu như thế này. Thì đấy là quan điểm về cá nhân mình thôi. Ăn như thế nào thì mình nhận xét như vậy. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Nếu như mọi người thích video này đừng quên để lại cho mình một lượt like và subscribe. Đừng quên nhấn nút chuông để nếu như mình có video mới thì mọi người là những người đầu tiên gặp mình nha. Và chúc cho mọi người một mùa trung thu thật là vui vẻ, thật là an lành và thật là hạnh phúc bên người thân và gia đình nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye.